Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Trung Quốc đưa ra cảnh báo bất thường đối với các công dân đi du lịch đến Mỹ về việc cẩn thận với cạm bẫy của cảnh sát Mỹ. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Alexander Kamysin cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đang xây dựng nhà máy sản xuất UCAV Bayraktar tại Ukraine. Giới chức Mỹ nói Tổng thống Biden sẽ tham vấn Quốc hội để xúc tiến thương vụ bán tiêm kích F-16 trị giá 20 tỷ đô la Mỹ cho Thổ Nhĩ Kỳ. Đội tàu bí mật từng đóng vai trò then chốt trong việc giữ cho dầu Nga tiếp tục chảy ra thế giới, nhưng đã tan rã thậm chí còn nhanh hơn cả khi chúng xuất hiện. Sau đây là nội dung chi tiết. Các công dân Trung Quốc đến Mỹ nên cảnh giác hơn và cẩn thận để không rơi vào cạm bẫy và bẫy bắt giữ của Mỹ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 10 tháng 7 đưa ra khuyến cáo an ninh được đăng trên tài khoản WeChat chính thức. Theo South China Morning Post, mặc dù Bắc Kinh thường xuyên nhắc nhở công dân của mình về bạo lực súng đạn và chủng tộc ở Mỹ, nhưng hiếm khi chỉ ra rõ ràng mối nguy hiểm của việc bị bắt giữ tùy tiện. Cảnh báo được đưa ra ngay sau chuyến công du cấp cao tới Bắc Kinh của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, thành viên nội các thứ hai của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, đến thăm Trung Quốc trong những tuần gần đây. Bà Yellen tuyên bố mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tiến gần hơn đến một vị thế chắc chắn hơn. Một lĩnh vực mà Mỹ đã kêu gọi Trung Quốc nỗ lực hơn nữa là kiềm chế buôn bán ma túy tổng hợp bất hợp pháp để giúp đối phó với cuộc khủng hoảng fentanyl. Tuyên bố của Trung Quốc hôm thứ Hai dường như ám chỉ những bất đồng trong vấn đề này. Tuyên bố nhắc đến các vụ bắt giữ công dân Trung Quốc xuyên biên giới, mô tả rằng các hành động này dựa trên các vấn đề về fentanyl. Tháng trước, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo về việc bắt giữ hai cá nhân và công bố 3 bản cáo trạng buộc tội các công ty có trụ sở tại Trung Quốc và nhân viên về các tội liên quan đến fentanyl. Trung Quốc cũng yêu cầu công dân của họ ở Mỹ chú ý đến tình hình an ninh địa phương, với lý do thường xuyên xảy ra các vụ bạo lực súng đạn và phân biệt đối xử với người châu Á. Tuyên bố được Bộ trưởng của Ukraine đưa ra hôm 10 tháng 7 trên kênh truyền hình quốc gia. Tại Ukraine, việc xây dựng nhà máy của Baykar, chuyên sản xuất máy bay tấn công không người lái Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu. Vị bộ trưởng này còn cho biết thêm rằng, cùng với xây nhà máy sản xuất Bayraktar, công nghiệp quốc phòng Ukraine cũng đang hướng đến việc đổi mới và sản xuất đạn dược theo chuẩn NATO, để phục vụ nhu cầu trong nước. Thông tin Thổ Nhĩ Kỳ xây nhà máy sản xuất Bayraktar tại Ukraine không phải là mới, nhưng theo Newsweek, đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Kiev xác nhận thông tin này. Theo nguồn tin này, Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ đã mua một lô đất ở Ukraine để phát triển dự án nhằm sản xuất Bayraktar ở Ukraine. Đây là quyết định không chỉ mang tính chính trị mà còn mang tính thực dụng, do một số linh kiện quan trọng trong UCAV được sản xuất tại Ukraine. Đó có thể là động cơ, phụ tùng thay thế, bánh xe, những công nghệ cao của Kiev có thể được áp dụng trên những chiếc UCAV sản xuất, Newsweek dẫn lời một quan chức ngoại giao Ukraine, Vasyl Bodner, cho biết. Không quân Ukraine đã tiếp nhận từ công ty Baykar 50 chiếc Bayraktar kể từ khi chiến sự với Nga bùng phát. Những chiếc UCAV này đã trở thành một trong những vũ khí quan trọng của Ukraine trong những tháng đầu chiến sự. Mẫu máy bay tấn công không người lái này có sải cánh 12m, mang được 55kg vũ khí và có khả năng hoạt động 27 giờ liên tục ở khoảng cách 300km so với đài điều khiển. Bayraktar TB2 được trang bị tên lửa dẫn đường bằng laser MAM-L với 4 loại đầu nổ, có khối lượng tối đa 22kg. Được coi là mối đe dọa hàng đầu với xe tăng, thiết giáp trên chiến trường. Dù được đánh giá khá tối tân, nhưng kể từ khi xung đột bùng phát, lực lượng Nga đã bắn hạ số lượng lớn Bayraktar. Số ít còn lại trong phi đội UCAV này của Ukraine hiện chủ yếu đảm nhận mộ. Tê số nhiệm vụ trinh sát hạn chế. Căn cứ của Trung đoàn số 383, đơn vị phụ trách vận hành phi đội TB2 tại thành phố miền Tây Khmelnytsky, cũng từng nhiều lần bị lực lượng Nga tập kích bằng tên lửa hành trình có độ chính xác cao. Tổng thống không phản đối thương vụ. Ông ấy dự định xúc tiến quá trình chuyển giao, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói hôm nay, nhưng không nêu mốc thời gian cụ thể. Động thái diễn ra sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cuối ngày 10 tháng 7 chấp thuận chuyển đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển cho Quốc hội nước này phê chuẩn. Ankara trước đó từ chối duyệt Stockholm vào liên minh, cáo buộc Thụy Điển chưa chấp các phần từ khủng bố người Kurd. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cùng ngày đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler để bày tỏ ủng hộ nỗ lực hiện đại hóa quân đội của Ankara. Tổng thống Erdogan ngày 10 tháng 7 nói, không có tương quan giữa thương vụ F-16 với Mỹ và việc chấp thuận Thụy Điển vào NATO. Ông và Tổng thống Biden dự kiến gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Litva,
diễn ra ngày 11 đến 12 tháng 7 để thảo luận thêm. Thổ Nhĩ Kỳ đặt hàng hơn 100 tiêm kích tàng hình F-35A do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ chế tạo, nhưng bị loại khỏi dự án năm 2019 sau khi mua tổ hợp phòng không S-400 do Nga sản xuất. Thổ Nhĩ Kỳ tháng 10 năm 2021 cho biết, Mỹ đề xuất bán F-16 để bù khoản tiền 1,4 tỷ đô la Mỹ mà nước này đầu tư vào dự án F-35. Ankara sau đó đề nghị mua 40 tiêm kích hạng nhẹ F-16 và gần 80 bộ phụ tùng để hiện đại hóa lực lượng chiến đấu cơ hiện có, trong thương vụ có tổng trị giá 20 tỷ đô la Mỹ. Thụy Điển và Phần Lan hồi tháng 5 năm 2022 nộp đơn xin gia nhập NATO, kết thúc hàng thập kỷ duy trì chính sách không liên kết về quân sự. Phần Lan ngày 4 tháng 4 gia nhập thành công, sau khi nhận được sự ủng hộ từ 30 nước thành viên, trong khi Thụy Điển nhiều tháng qua gặp trở ngại từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary. Một số đồng minh NATO cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ muốn dùng Thụy Điển làm quân bài mặc cả để gây sức ép với Mỹ về thương vụ F-16. Trong khi đó, một số nghị sĩ Mỹ, như Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Bob Menendez, phản đối thương vụ với các lý do Ankara cản trở Stockholm, quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Hy Lạp xấu đi cùng một số vấn đề khác. Sau khi Ankara bật đèn xanh cho Stockholm, nghị sĩ Menendez ngày 10 tháng 7 nói, sự gây hấn của Thổ Nhĩ Kỳ với các nước láng giềng đã tạm lắng. Ông sẽ trao đổi với chính quyền Tổng thống Biden về quan điểm của mình với thương vụ F-16 và có thể ra quyết định cuối cùng trong tuần sau. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjártó hôm nay nói việc nước này chấp thuận cho Thụy Điển vào NATO chỉ còn là vấn đề kỹ thuật sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đã bật đèn xanh. Budapest trước đó ngụ ý sẽ theo sau Ankara trong vấn đề. Đội tàu bí mật từng đóng vai trò then chốt trong việc giữ cho dầu Nga tiếp tục chảy ra thế giới, nhưng đã tan rã thậm chí còn nhanh hơn cả khi chúng xuất hiện. Câu hỏi đặt ra là liệu bây giờ, dầu Nga đang chảy ra thế giới bằng cách nào? Equasys là một cơ sở dữ liệu hàng hải quốc tế, được thành lập nhằm thúc đẩy hoạt động vận chuyển an toàn. Dữ liệu từ Equasys cho thấy Gatik Ship Management, công ty vận tải có trụ sở tại Mumbai, Ấn Độ hiện đang điều khiển. Một đội chỉ gồm 4 tàu chở dầu, chủ yếu chở dầu có nguồn gốc từ Nga. Trước đó, trong tháng 4, nhóm tàu của công ty này là 42 chiếc, một hạm đội được hình thành trong chưa đầy một năm. Sau thông tin về sự tan rã của hạm đội này, số liên lạc của Gatik trong cơ sở dữ liệu của Equasys thì không thể liên lạc được. Địa chỉ email cũng không có phản hồi. Công ty này thu hút sự chú ý hồi đầu năm nay khi mở rộng hạm đội tàu Ma một cách nhanh chóng để vận chuyển dầu Nga. Người ta cũng cố gắng điều tra ai đứng phía sau Gatik. Các cuộc điều tra đã khiến một số tàu của Gatik mất quyền tiếp cận với các dịch vụ bảo hiểm tiêu chuẩn của ngành vì cáo buộc vi phạm các lệnh cấm của G7 nhằm vào Nga. Sau đó, một số tàu khác của công ty này còn không thể xác nhận các tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản để tiếp tục hoạt động. Việc các tàu trong hạm đội của Gatik biến mất một cách bí ẩn tiếp tục làm dấy lên câu hỏi về vai trò của chúng trong việc vận tải dầu Nga, món hời mà các doanh nghiệp không dễ dàng bỏ qua khi nhu cầu của thế giới với vàng đen của xứ sở Bạch Dương chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.